Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top Triệu Roro đúng không? Ôi, từ 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 từ. Ôi, hoàn này xong rồi, kia rồi. Ô, vẫn chạy được kìa. Ok. Ô, em quay lại. Ôi, này được 2 mạng quá thơm vậy. Lo máu vậy. Ôi, lùi 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 lùi, kia được rồi. Lo đầu game AFK mấy bạn. Nhưng mà sau đó là lại vô trận đây. Đây đây đây, mình hôm nay đi support nha anh em. Còn lại tiếp tục là giáo án đi support nè. Zone này là top vùng nha. Là bây giờ hầu như là bây giờ mình sẽ lên full thủ khá là nhiều các bạn. Nếu như mình lên phép thì mình chỉ lên đây 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 đây. Cầu 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 từ từ cầu nè, cầu qua đây nè. Rồi. Ôi ôi nhưng mà vẫn hạ được. Do những hạ được cái do gì? Ồ tí nữa do lên bảng rồi. Vẫn chạy được các bạn. Rồi, được rồi. Thì món đồ phép nếu như mà mình sau khi mình lên thủ á thì mình sẽ lên mình sẽ lên mặt nạ, ưu tiên lên mặt nạ Barret nha các bạn. Nếu như mà mid team mình không lên sách, có thể mình sẽ lên sách nha. Rồi. Đây, đây qua qua hỗ trợ na cướp con bùi này, của thằng Enzo nè. Từ từ này nó bắn ngay cái bình sữa, bắn bình sữa thì mình quánh nó quánh luôn. Cậu nè rồi bắt luôn nè, nè ép vô rồi. Ôi nó tóc biến rồi, mà mất cái tóc biến nha bạn. Mình vẫn chưa mất cái tóc biến nha, mình vẫn còn ở đó, mình tính tóc biến lần trời nhưng mà nếu nó còn nhảy máu quá nên thôi giữ lại cái tóc biến rồi. Rồi có giải luôn rồi, lên cái giáp ga nha. Khoan quên, lên nha, phải có giáp thống khổ trước. Nè. Mình sắp hồi công ty nha, được rồi, đánh luôn nè. Mình đang kiếm thằng Quýt đó, mình gặp Quýt đây xong mà này. Này này mình có công ty nè, tóc biến rồi nè, rồi lẫm hết chạy rồi, hết chiều đúng không? Rồi quá luôn, mình còn ăn xương nha, quá luôn. Ui tóc biến rồi nè, phí gì? Ui không hạ được nó kìa, từ từ thằng anh vô. Bên đây mình có giải. Ui vẫn không chạy được, rồi đánh nó đập nó, cay thế nhờ. Mình không có đam mấy bạn ơi. Thôi nhưng mà trong thời gian đó thì gần đây mình lấy được cái chủ mít rồi. Lợi thế nha. Ở đây đây bạn khá là thọt rồi đó. Về. Ôi đi chéo lại kìa. Ý con bắn xuống chạy được. Ồ hết chạy rồi, con này chắc hết chạy rồi. Xong rồi, hết chiêu rồi. Lên. Đủ lý do này nó bọc sau nè. Thằng Enzo nó bọc sau nè. Đó, thì nó ra kìa, lôi. Thấy nha, cậu nè. Ôi xếp. À, vãi cái lắc này chứ. À, nó hơi lắc mấy bạn ơi, không điều cầu được. Nó điều cầu là mình bay vô luôn rồi. Thì anh em bánh quánh con lo này thì anh em lưu ý ha. Là anh em cứ tập trung, anh em lưu ý con AD trên bạn á, AD không biết trên bạn á. Nó mà lên hơi lên cao một tí thôi là anh em cứ điều cầu như mình nha. Đấy. Điều cầu như mình là được nha. Cứ làm như video là được. Thôi à, đây lên bảng này à, đó nó còn em vô rất là khó chịu luôn. Ơ à, thôi bỏ đi. Ôi vẫn hạ được kìa. Ôi không chạy hả. Ôi na ơi quay lại chơi. Ôi nó còn cái chiêu cuối kìa, hồi máu thế nhờ. Mình không có lên sách pha này,
mít mình không biết có lên sách không nữa. Nếu có chắc ngoài sau 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 xe lót này là thanh niên sẽ lên sách nha. Thì mình sẽ coi mình lên cái có thể là mình sẽ lên trên cái mặt nạ Brick nữa để có một cái lượng đam nó ổn hơn bạn, tại vì nãy giờ mấy pha rồi bạn đem bạn còn toàn chấm máu không mà mình cũng không ra được. Có cái mặt nạ Brick thì nó có cái nội tại thiêu đốt đó. Nên là anh em vào cho tranh nó khá là khỏe luôn nè. Cấu máu tem địch cũng rất là ổn nha. Mình có thể dùng cái chiêu một để mình đẩy cậu đi, thì khi mà chúng địch thì nó sẽ có cái nội dính cái nội tại của thằng thằng Brick khá là ok luôn. Ôi John, ôi trời, John này liều, John này, thanh niên còn tốc biến nên nó là không sợ anh vô các bạn. Phần này sắp xong rồi ơi, chạy đi, có giải nè, bắn đi, mình đỡ đam luôn. Phần này ở lại, tem mình thấy tem mình lại rồi, thôi mình ở lại luôn. Ok rồi, do được bắn rồi các bạn. Hay nha, phải đó tốc biến qua tường hay nha. Rồi, thanh niên cái gì có sách luôn rồi. Ôi đừng giao tranh. Ôi do nó vô sâu vậy. Ôi pha này nát rồi. Vô sâu thế. Ôi xong rồi lo nữa rồi. Ôi đam của thằng thằng Lily nó to quá các bạn. Cầu rồi. Chạy đi. Mình cản được thằng Lily các bạn. Rồi. Và đó thì nếu như mà mình không có cái cầu đó là Lily nó sẽ nhảy lên nó hết ghi nha. À, nó bắt được ít ghi là ít ghi không chạy nổi đâu. Ở dưới thì thằng Quyết nó đẩy lẻ nè. Thì nó chắc là ngăn tình công ở đây rồi. Về thủ đường đi. Tình công rồi, con này gần không ra, con này chắc mất tình công quá. Ui, thôi. Nó biết ngay mà. Mùa lò không bị hút kìa. Đường ơi. Ủa AK hả? Ôi thanh niên. Giao tranh quan trọng rồi đi AK. Hấp thôi. Ôi bắn. Ôi nó cầm giòn mà nó hổ báo. Giòn mà gặp Toro mấy bạn. Toro mà nó hấp đó là giòn chạy không nổi đâu. Trừ khi có tốc biến nha. Không có tốc biến là chạy không nổi đâu. Nó một lần hấp rồi hai lần hấp nữa. Rất là khó chịu luôn, làm chậm nữa. Rồi, lâm được Togo kìa. Rồi, lâm được Togo là khỏe rồi. Không có, đấy cầu pha này hết chạy rồi bạn. Hết chạy rồi bạn. Rồi. Giữ cái giải lên nha. Lấy luôn cái trụ này, đi. Lấy trụ, bắn trụ. Hết lính rồi. Mà có con nhân công ở giữa là lính lên không nổi đâu. Là lùi thôi. À đi mà nó chết lùi nè. Bỏ nghe. Rồi, mình làm cho mình hỗ trợ mít cho mình nha. Anh em ghé cho anh ăn đi. Rồi. Này nó trong bụi nè. Ok, cũng được đồng luôn. Bây giờ làm gì tiếp theo đây? Đây, thằng Enzo nè. Ôi, ba này xong mít rồi đây. Ôi, nó bắn đầu thế. Kìa. Ok na ha, được kìa. Ao nhanh, mình có giải nha. Đánh đi, mình có giải. Rồi, pha này Togo hết chạy rồi.
chạy sao nổi, chạy rồi xong luôn. Pha đó mình nếu như mà không có cái chiêu hai của Yon là mình cũng lụm được luôn nha các bạn. Tốc biến là mình bắt thằng Togo nó dễ hơn, rất là dễ dàng thôi, thì mình còn cả công ty nữa. Thôi pha này win luôn đi chứ còn gì nữa. Ôi win 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 win